Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Oslite. Hôm nay mình muốn chia sẻ video này là nói về luật mới của siêu thị Úc vì để ngăn chặn việc virus nhanh chóng lây lan. Và bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 năm 2020, siêu thị Coles và siêu thị Woolworths sẽ giới hạn số lượng khách vào trong cửa hàng. Và mỗi cửa hàng hiện nay chỉ có một lối để khách đi vào mà thôi. Khác với hồi xưa có nhiều lối để khách đi vào trong. Và lượng người tối đa là được phép sẽ phụ thuộc vào quy mô của cửa hàng. Và siêu thị cũng yêu cầu mỗi người mua hàng phải tự giữ khoảng cách với nhau để phòng chống sự virus lây lan. Và siêu thị cũng yêu cầu phải thanh toán bằng thẻ tín dụng, trả tiền bằng thẻ tín dụng. Nếu khách hàng muốn trả tiền mặt cũng ok, xin vui lòng tự phục vụ và tự sử dụng máy tính tiền. Và Coles và Woolworths cũng là một trong siêu thị bán thực phẩm lớn nhất ở Úc, đã được khai trương vào ngày năm 1924 đến nay. Và trong khi người mua hàng đang chờ đợi tính tiền, và siêu thị cũng yêu cầu các khách hàng nên đứng ở một nơi cụ thể, giữ khoảng cách 1,5 mét xa cách với nhau. Và nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng tự bỏ hàng vào túi và tự đóng gói. Và để nâng cao hiệu quả an toàn, khách hàng nên liệt kê những gì mà khách hàng cần mua và chỉ chạm vào các sản phẩm mà họ định muốn mua mà thôi. Và đồng thời siêu thị cũng hạn chế đến một số hàng, như mỗi người khách chỉ được mua một hoặc hai mà thôi, không được mua nhiều. Số hàng ấy như là khăn giấy lau chùi, giấy vệ sinh, gạo, trứng, bột mì, bột khô, mì ý, đồ hộp, đường, xà phòng, những loại thuốc ho và baby care, đồ dùng của em bé, sữa tắm, những loại khử sát trùng, vân vân. Và siêu thị Coles cũng có bán hàng hóa trên mạng online và sẽ giao hàng đến tận nhà cho khách hàng, đặc biệt là giao cho những người lớn tuổi.
tạm ngưng. Nếu các bạn thích video này thì xin các bạn hãy đăng ký, nhấn chuông subscribe và chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và có sức khỏe bình an. Và hẹn gặp lại các bạn ở video mới. Good night.